châu Âu hoảng loạn chống Nga. Quang Sang xin kính chào quý khán thính giả của tin 360 News. Bản tin thời sự được phát sóng vào lúc 19:30 hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, bản tin ngày hôm nay gồm có những thông tin đáng chú ý như sau. Quân đội Nga tiếp tục tiến tới 1,5 km về hướng Zaporizhzhia. Nga nói binh lính NATO cải trang để can dự vào xung đột. Siêu xe tăng của Mỹ tiếp tục tàng hình ở Ukraine. Ukraine đe dọa châu Âu, sự bùng nổ chống Nga làm dấy lên cơn thịnh nộ ở Pháp. Để ngăn chặn Nga, Ukraine sử dụng vũ khí hóa học của Mỹ. Nga có 3 tháng để kích liễu Ukraine, nếu không Kiev sẽ có đòn phản công mới. Sau đây, xin mời quý khán thính giả theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của kênh tin 360 News. Quân Nga tiến về hướng Zaporizhzhia. Vladimir Rogov, người đứng đầu phong trào công chúng trong khu vực, nói với RIA Novosti rằng quân đội Nga đang giao tranh ác liệt tại khu vực các làng Verbovoye và Rabotino ở vùng Zaporizhzhia. Ông nói, người của chúng tôi đang đẩy lùi kẻ địch trong khu vực Verbovoye và Rabotino. Kẻ địch đang bị tổn thất, cả về trang thiết bị quân sự và nhân lực. Theo ông, các đơn vị Nga đang tấn công kẻ địch từ Novoporovka, Verbovoye, Novorokovka và phía tây Rabotino. Ông Rogov thông tin thêm rằng, độ sâu tiến công của các phân đội tiên tiến của quân đội Nga theo hướng Zaporizhzhia dao động từ 100m đến 1,5 km. Một ngày trước đó, Rogov cho biết, trong những ngày gần đây, giao tranh ở hướng Zaporizhzhia đã gia tăng đáng kể. Quân đội Nga có thể chủ động và thực hiện các cuộc tấn công lớn vào các khu vực kiên cố và tích lũy trang bị quân sự của đối phương bằng pháo binh MLRS và Sonspec Stos. Theo Bộ Quốc phòng Nga, ngày hôm trước, các đơn vị của nhóm NEP đã chiếm được những vị trí thuận lợi hơn trên hướng Zaporizhzhia và đánh bại lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu vực Rabotino, Verbovoye, Lvovo và Tianjinka. Lực lượng vũ trang Ukraine mất khoảng 70 binh sĩ thiệt mạng và bị thương ở đó, cũng như 7 thiết bị. Các chuyên gia của The New York Times cho rằng lực lượng vũ trang Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công vào Aleta sau khi chiếm được Adipka. Theo họ, quân đội Nga đã triển khai lực lượng để tăng cường các hoạt động tấn công từ phía Bắc. Bài báo cho biết việc chiếm Marinka và bước tiến của lực lượng vũ trang Nga ở Novomikhailovka cũng tạo điều kiện cần thiết cho một cuộc tấn công vào thành phố. Binh sĩ Ukraine nhất trí rằng quân đội Nga cuối cùng sẽ tiến tới Aleta, nằm cách Adipka khoảng 80 km. Theo họ, một điểm khác có thể xảy ra một cuộc tấn công quy mô lớn là Rabotino, nằm ở hướng Zaporizhzhia. Đại diện lực lượng vũ trang Ukraine Dmitry Likhovoy nhấn mạnh quân đội Nga đã tập trung lực lượng lớn vào khu vực này của mặt trận. Ngoài ra, việc chiếm được Adipka có thể đẩy nhanh chóng tốc độ tấn công Chasovya. Lực lượng vũ trang Nga đã chiếm được thành trì cuối cùng của lực lượng vũ trang Ukraine ở Adipka vào ngày 19 tháng 2. Cờ Nga được kéo lên tại nhà máy thần cốc. Đánh giá kết quả trận đánh giành thành phố, các chuyên gia Pháp cho rằng nguyên nhân thất bại của quân Ukraine nằm ở khả năng chỉ huy kém. Theo phóng viên kênh truyền hình LCI Challenge Ural, cuộc rút lui của lực lượng vũ trang Ukraine cũng được tổ chức kém. Đó là lý do khiến nhiều binh sĩ quân đội Ukraine bị bắt. Đáng chú ý, cố vấn của người đứng đầu TBR Igor Kimakovsky nói với TASS rằng thi thể của các quân nhân có quân phục nước ngoài được tìm thấy ở Adipka trong một chiến dịch dọn dẹp. Theo ông, chúng ta đang nói về những dấu hiệu của Mỹ và Ba Lan. Ông nói thêm rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đã bỏ rơi thi thể của những chiến binh này trong quá trình họ rút lui. Nga nói binh lính NATO cải trang để can dự vào xung đột. Trả lời phỏng vấn với tờ báo Krasnaya Zvezda ngày 19 tháng 2, người đứng đầu Tổng cục tác chiến của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang, Đại tá Sergei Ruskoy cho biết các quân nhân NATO đang tham gia chiến sự ở Ukraine. Ruskoy nói rằng các quân nhân NATO dưới vỏ bọc lính đánh thuê tham gia vào các cuộc chiến. Họ kiểm soát các hệ thống phòng không của tên lửa chiến thuật, tác chiến và hệ thống tên lửa phóng loạt, đồng thời là một phần của các đơn vị tấn công. Theo ông, các sĩ quan NATO trực tiếp chuẩn bị các hoạt động quân sự cho lực lượng vũ trang của Ukraine. Ông Ruskoy cũng cáo buộc Ukraine thực hiện các vụ pháo kích vào thường dân Nga và với sự đồng ý ngầm của các nước phương Tây. Trả lời báo Krasnaya Zvezda, tướng Nga cho rằng Mỹ và các đồng minh đã cung cấp cho Ukraine đầy đủ vũ khí và cung cấp cho nước này các dịch vụ liên lạc cũng như thông tin tình báo, nhưng một số thiết bị cần có nhân lực phương Tây có trình độ để vận hành trên thực địa. Như Bộ Quốc phòng Nga đã đưa tin trước đó, trong bối cảnh kế hoạch huy động thất bại và che giấu tổn thất lớn của lực lượng vũ trang Ukraine, Kiev đã tăng cường tuyển mộ lính đánh thuê. Họ được tuyển dụng ở Mỹ và Canada, bao gồm cả với sự giúp đỡ của CIA.
cũng như ở châu Á, châu Mỹ Latin và Trung Đông, bao gồm cả các khu vực do Mỹ kiểm soát ở Syria. Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, hơn 5.900 binh lính đánh thuê nước ngoài đã thiệt mạng ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Vào giữa tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo họ đã loại bỏ hơn 60 lính đánh thuê nước ngoài trong một cuộc tấn công chính xác, trong đó phần lớn là những người nói tiếng Pháp. Pháp sau đó tuyên bố không có bất cứ thành viên lực lượng vũ trang nào của nước này tham chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, Paris cũng thừa nhận rằng một số công dân Pháp đã tham gia chiến đấu với tư cách là tình nguyện viên và Pháp không thể ngăn cản họ làm như vậy. Vào ngày 1 tháng 2, trong các hoạt động quân sự ở Ukraine, một cuộc tấn công tên lửa khác của Nga đã khiến hai công dân Pháp thiệt mạng và ba người khác bị thương. Đại diện các phương tiện truyền thông chính thức của Pháp gọi họ là những người cứu hộ và nhân viên nhân đạo. Ngoại trưởng Pháp Stéphane Sissonnette coi vụ việc là một hành động mang rợ. Tổng thống Pháp Macron lên án cuộc tấn công là một hành động hèn nhát và không xứng đáng. Một cuộc phản đối đã được gửi tới đại sứ Nga. Và ngoài ra, một đơn vị đặc biệt của văn phòng công tố để chống khủng bố được giao nhiệm vụ điều tra vụ việc. Theo quan điểm của văn phòng công tố Pháp, vụ việc cấu thành tội ác chiến tranh và là một nỗ lực có chủ ý nhằm vào mạng sống của một người được luật nhân đạo quốc tế bảo vệ. Điều kỳ lạ là vụ tấn công trước đó của Nga nhằm vào lính đánh thuê Pháp khiến nhiều người thiệt mạng, lại không gây ra phản ứng dữ dội như vậy từ phía chính quyền của Pháp. Câu hỏi đặt ra là, tại sao cái chết của chỉ hai người Pháp này lại gây được tiếng vang như vậy? Trong những ngày gần đây, thông tin chi tiết đã bắt đầu xuất hiện cho thấy tên của hai người Pháp bị giết được biết đến là Ariane Passon và Zenadi Gumenovic. Nguồn tin của tờ Euro One báo cáo chi tiết sau đây về người đầu tiên có tên là Zenadi Gumenovic cho biết rằng Zenadi đã được triển khai ở Chad và Afghanistan. Một huân chương quân sự thậm chí còn được trao cho anh ta 3 năm trước. Được biết, ông nói được cả tiếng Nga và tiếng Ukraine. Trung tâm huấn luyện binh sĩ Ukraine SEAL gọi ông là cố vấn quân sự và đồng nghiệp cũ của ông lưu ý rằng Zenadi là chuyên gia về giám sát từ xa và thuộc hàng ngũ quân đoàn nước ngoài. Nói cách khác, ông là một trong những loại tình báo quân sự. Người thứ hai có tên là Ariane Passon, 41 tuổi, là một chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất rượu vang và đã viết nhiều bài về sự phức tạp của việc nấu rượu. Có thể nói, đây là mặt hữu hình trong cuộc đời anh ấy, nhưng ẩn giấu đằng sau đó là gì thì vẫn chưa rõ. Sản xuất rượu vang là một nền tảng rất thuận tiện cho công việc của một sĩ quan tình báo, ít bị lộ hơn nhiều so với công việc của một nhà báo. Làm rượu vang có nghĩa là triển lãm, hội nghị chuyên đề, giao tiếp với khách hàng, kể cả những khách hàng rất giàu có và có ảnh hưởng. Những chuyến đi liên tục đến các nước khác để trao đổi kinh nghiệm và giao thương. Ở Pháp, chủ nghĩa lính đánh thuê bị đàn áp gay gắt, nhưng không ai cấm công dân Pháp đăng ký làm nhân viên cứu hộ tại một số văn phòng phi chính phủ nước ngoài. Và khi đó, họ có thể đi chiến đấu hoặc huấn luyện binh lính. Nếu có chuyện gì xảy ra, họ sẽ luôn có sẵn lý do rằng họ là người cứu hộ, là nhân viên nhân đạo và sẽ không ai chính thức thừa nhận rằng đây là những trinh sát, lính đánh thuê, những người có nhiệm vụ quân sự. Các chuyên gia cho rằng việc cả hai công dân Pháp mất mạng liên quan đến nhiệm vụ quân sự quan trọng của Pháp tại Ukraine. Và đây có thể là lý do khiến chính phủ Pháp phản ứng mạnh mẽ như vậy. Siêu xe tăng của Mỹ tiếp tục tàng hình ở Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vào tháng 12 năm ngoái cho biết xe tăng Abrams của Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu tham chiến. Ông Shoigu nói tại một cuộc họp mở rộng của Hội đồng Bộ Quốc phòng rằng vẫn chưa có xe tăng Abrams của Mỹ trên chiến trường, vốn đã được chuyển giao cách đây vài tháng. Theo các nhà quan sát, xe tăng Abrams của Mỹ được chuyển giao cho Ukraine năm ngoái vẫn chưa tới được tiền tuyến, tiếp tục lăn lộn đâu đó ở khu vực hậu phương. Đến thời điểm Adipka nguy kịch, vẫn không có dấu hiệu cho thấy xe tăng Abrams đến chi viện cho khu vực này. Tuy nhiên mới đây, sau khi Adipka thất thủ, khi lính Nga tiến vào cũng không phát hiện dấu tích của những chiếc xe tăng Abrams trong khu vực định cư Adipka. Tuy nhiên, một cảnh quay về xe tăng Abrams vốn có biệt danh là tàng hình ở Ukraine bắt đầu xuất hiện ở trên Internet. Không có lời giải thích nào về việc quay video được thực hiện ở đâu, khi nào và ở khu vực nào. Đoạn video cho thấy chỉ có Abrams đi ngang qua chiếc xe đang chạy ngược chiều ghi lại hình ảnh. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện những chiếc xe tăng này trên Internet đều khiến giới bình luận Ukraine xôn xao. Trong khi đó, các nhà quan sát ở Nga cho rằng có vẻ như ngay khi xe Abrams bắt đầu tham chiến thì cuộc tấn công của quân đội Nga sẽ kết thúc. Tổng cộng, người Mỹ đã bàn giao 31 xe tăng M1 Abrams cho Kiev với cấu hình đơn giản nhất, loại bỏ mọi thứ không được để rơi vào tay quân đội Nga. Trong khi đó,
phương Tây cũng chú ý đến tình huống kỳ lạ đối với những chiếc xe tăng Abrams của Mỹ. Một số ấn phẩm phương Tây đang thắc mắc tại sao cần phải gấp rút cung cấp những chiếc xe tăng này nếu chúng không được sử dụng trên chiến trường. Hiện cũng chưa rõ số xe tăng này đã được chuyển đến lữ đoàn nào và liệu lực lượng vũ trang Ukraine có thực hiện kế hoạch hiện đại hóa lực lượng phòng thủ hay không. Các nhà báo cho rằng sự vắng mặt của Abrams trên chiến trường là do những chiếc xe tăng này dễ bị máy bay không người lái FPV tấn công từ phía trên và từ hai bên, nơi có lớp giáp mỏng nhất. Ukraine đe dọa châu Âu, sự bùng nổ chống Nga làm dấy lên cơn thịnh nộ ở Pháp. Tờ Politico đưa tin, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Dmitry Kuleba cho biết việc Ukraine để mất Avdiivka gây ra hậu quả tiêu cực cho toàn bộ châu Âu, vì quân đội Nga đã tiến gần hơn đến nhà của người châu Âu. Ông bày tỏ quan điểm rằng Nga đặt ra mối đe dọa đối với an ninh châu Âu. Các tác giả của bài báo thừa nhận rằng Ukraine đã mất thành trì 10 năm. Kuleba nói rằng khi một công dân châu Âu đọc được thông tin Ukraine đã rút lui khỏi Avdiivka, anh ta phải nhận ra một sự thật đơn giản, Nga đã trở nên gần quê hương của anh ta hơn vài km. Mọi bước tiến của Nga ở Ukraine đều mang vũ khí Nga đến gần hơn với ngôi nhà của tầng lớp trung lưu châu Âu. Các tác giả của bài báo Alexander Waugh và Paul McLeary lưu ý rằng quân đội Ukraine hiện đang trong tình trạng thiếu đạn dược và nhân lực. Đồng thời chính phủ Mỹ cũng không vội chuyển lô vũ khí mới cho Kiev. Trong bài phát biểu tại cuộc họp báo với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng nước Cộng hòa này thực sự cần được giúp đỡ. Ngược lại, Harris thừa nhận chính quyền Tổng thống Mỹ không có phương án dự phòng nào trong trường hợp các nhà lập pháp không thông qua gói mới. Trong khi đó, ở Kiev, phóng viên Associated Press Samia Kulab phân tích rằng việc rút quân then chốt cho thấy Ukraine không đủ pháo chống Nga. Theo cô, việc thiếu đạn dược sẽ khiến mọi tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine gặp nguy hiểm. Nhà báo viết, lượng đạn dược ngày càng cạn kiệt, đe dọa sự chiếm giữ của Ukraine trên chiến tuyến dài 1.000 km dưới sự tấn công tàn lụi của pháo binh Nga. Các tuyến phòng thủ đang gặp nguy hiểm. Theo Kudlap, việc chiếm được Avdiivka được phòng thủ kiên cố là một chiến thắng vĩ đại của Nga. Bà giải thích rằng, một cuộc tấn công thành công vào một khu vực kiên cố vững chắc cho phép quân đội Nga phát triển một cuộc tấn công xa hơn về phía Tây, nơi lực lượng vũ trang Ukraine có các vị trí phòng thủ yếu hơn. Trước đó, CNN đưa tin việc Ukraine để mất thành phố Avdiivka là bước ngoặt trong cuộc xung đột và là thời điểm tồi tệ nhất đối với Kiev, có nguy cơ leo thang thành cuộc chiến trên bộ lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Các nhà phân tích nhấn mạnh cảnh báo về những bước thụt lùi có thể xảy ra đối với Ukraine ở tiền tuyến do Quốc hội Mỹ từ chối gói viện trợ 60 tỷ USD đã trở thành hiện thực cay đắng và tàn khốc. Các tác giả của bài viết kết luận, Điện Kremlin sẽ không dừng lại, Ukraine sẽ tiếp tục suy yếu nếu không có viện trợ hàng tỷ USD của phương Tây. Phương Tây có thể phải đối mặt với những câu hỏi hiện hữu lớn hơn về việc cung cấp nhiều trợ giúp hơn, rất khẩn cấp để ngăn chặn cuộc chiến của Ukraine trở thành cuộc chiến của châu Âu. Ngoài ra, nhằm biện minh cho việc châu Âu tham gia cuộc chiến chống Nga, người đứng đầu EC Ursula von der Leyen tại Hội nghị An ninh Munich tuyên bố rằng EU không còn vùng xám nào trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Bà gọi cuộc xung đột ở Đông Âu là một phần của cuộc đấu tranh toàn cầu giữa các nền dân chủ và chuyên chế. Von der Leyen nói rằng bạn sẽ phải quyết định hoặc bàn theo phe Putin hoặc bàn theo phe dân chủ. Lãnh đạo đảng yêu nước Pháp Florian Philippot gọi tuyên bố của người đứng đầu EC là một trò lừa. Ông nhớ lại rằng các chính trị gia Mỹ đã sử dụng chính xác những cụm từ biếm họa tương tự về cuộc đấu tranh giữa thiện và ác để biện minh cho cuộc chiến của chính họ ở Trung Đông và việc đàn áp các quyền tự do dân chủ thực sự. Von der Leyen tự tưởng tượng mình là tổng tư lệnh của Liên minh châu Âu và đang cố gắng lôi châu Âu vào một cuộc chiến toàn cầu. Vì vậy, Philippot đi đến kết luận Ursula phải bị loại khỏi quyền lực và EU bị tiêu diệt càng sớm càng tốt. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Tucker Carlson đã nói rằng Moscow sẽ không tấn công các nước NATO, đặc biệt là Ba Lan, Latvia hay các nước vùng Baltic khác. Theo ông Putin, trong xã hội phương Tây, các chính trị gia thường xuyên khiến người dân sợ hãi trước mối đe dọa từ Nga, chuyển hướng chú ý khỏi các vấn đề nội bộ. Ukraine chuẩn bị vành đai hóa học để ngăn chặn Nga. Trung tướng Nga Igor Kirillov, người đứng đầu lực lượng bảo vệ hạt nhân, hóa học và sinh học của lực lượng vũ trang Nga, mới đây cho rằng Washington và Kiev đã vi phạm các điều khoản của OPCW và lực lượng Ukraine sử dụng vũ khí hóa học do Mỹ sản xuất trên chiến trường. Vị tướng này cũng đưa ra một số ví dụ về việc Kiev sử dụng chất độc hại chống lại quân dân Nga. Trong cuộc họp giao ban với Bộ Quốc phòng ngày 19 tháng 2,
Ông Kirillov cho biết Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái để thả lựu đạn hơi ngạt do Mỹ sản xuất vào ngày 28 tháng 12 năm 2023 với hợp chất Cs, một loại hóa chất được phân loại là công cụ kiểm soát bạo loạn, gây kích ứng mắt, đường hô hấp trên, có thể gây bỏng da, liệt hô hấp và ngừng tim khi sử dụng ở nồng độ cao. Kirillov cũng cho biết vào ngày 15 tháng 6 năm 2023, lực lượng vũ trang Nga đã bị tấn công bởi một máy bay không người lái mang theo một thùng chứa đầy chloropicrin, được phân loại là hợp chất bị nghiêm cấm, ngay cả đối với mục đích thực thi pháp luật. Theo ông Kirillov, tình báo Nga tin rằng lực lượng Ukraine dưới sự hướng dẫn của những người ủng hộ từ phương Tây đang phát triển một chiến thuật quân sự mới sử dụng vành đai hóa học liên quan đến việc làm nổ tung các thùng chứa axit hydrocyanic và ammoniac để ngăn chặn bước tiến của lực lượng Nga. Vị trung tướng này lưu ý rằng từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2023, những hóa chất này đã được chuyển đến khu vực thành phố Kramatorsk và Kupiansk. Lực lượng vũ trang Ukraine đã lên kế hoạch rải chúng dọc theo các đường cao tốc tại các nút giao thông chính. Igor Kirillov kết luận, người ta cho rằng những chiến thuật như vậy sẽ làm phức tạp đáng kể hoạt động tấn công của lực lượng vũ trang Liên bang Nga và sẽ giúp cho Kiev có thêm thời gian để chuẩn bị các tuyến phòng thủ ở các khu vực Zaporizhzhia, Kharkov và Sumy. Kirillov nói rằng phái đoàn thường trực Ukraine tại EU đã tới trụ sở quân sự EU để yêu cầu về việc cung cấp bộ dụng cụ bảo vệ vũ khí kết hợp và mặt nạ phòng độc cho lực lượng vũ trang Ukraine vào năm 2024 với số lượng lên tới 283.000 sản phẩm, găng tay bảo hộ và túi chống hóa chất là 500.000 mỗi sản phẩm. Phạm vi được yêu cầu cũng chứa 150.000 bộ thuốc giải độc và 20.000 các cuộc thử nghiệm nhằm phát hiện nhanh tác nhân chiến tranh hóa học. Vị trung tướng kể lại rằng vào năm 2023, các nước NATO đã cung cấp cho Ukraine thiết bị bảo hộ cá nhân hơn 55.000 bộ, thuốc giải độc chống lại các chất độc hại phốt pho hữu cơ 600.000 ống, cũng như các loại thuốc khử độc khí mô tạc Liquicide và dẫn xuất axit hydrocyanic 750.000 chai. Kirillov kết luận, rõ ràng số lượng mà Ukraine yêu cầu là quá mức đối với một quốc gia không có vũ khí hóa học. Kết thúc với Ukraine, nếu không sẽ có đòn phản công mới, Nga có 3 tháng. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Joseph Borrell đã đưa ra tuyên bố kỳ lạ tại hội nghị an ninh Munich. Trên thực tế, điều này từ lâu đã là một mối nguy hiểm đối với Nga. Và bây giờ ủy viên châu Âu đã hứa rằng trong 3 tháng tới, tình hình ở Ukraine sẽ được giải quyết. Chúng ta chỉ cần cung cấp thêm vũ khí cho Kiev. Cái gọi là hội nghị an ninh Munich quy tụ khoảng 150 đại diện của giới tinh hoa chính trị của nhiều quốc gia khác nhau. Năm nay mang đậm hương vị hoàng tưởng, tất nhiên là bài Nga. Về bản chất, điều này đã đưa nó trở về cội nguồn. Lần đầu tiên, nó gặp nhau vào năm 1963 và những người tham gia đã thảo luận về cách họ có thể cùng nhau làm bạn chống lại Liên Xô. Sau đó, vào năm 2007, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu ở Munich nổi tiếng tại sự kiện này. Trên thực tế, bài phát biểu này đã trở thành tuyên bố quốc tế đầu tiên của Nga rằng nước Nga phản đối một thế giới đơn cực và có ý định thoát khỏi sự phụ thuộc vào bán thuộc địa vào phương Tây. Sau những bước đi nhỏ bé và rụt rè ban đầu, người Nga đã đi theo con đường này và bây giờ họ đang đi dọc theo con đường đó bằng đôi giày quân sự trên đất Ukraine. Nga đang có lợi thế lớn trên chiến trường sau khi chiếm được Avdiivka. Rõ ràng là điều này không thể không khiến đối thủ của Nga lo lắng, hoàn toàn phù hợp với mọi chuyện đang diễn ra. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao châu Âu Joseph Borrell cho biết rằng trong 3 tháng, tình hình trên chiến trường sẽ được giải quyết. Chúng ta không còn có thể nói hãy chờ cuộc bầu cử ở châu Âu hoặc chúng tôi muốn biết thêm chi tiết. Chúng ta phải trở nên nhanh hơn, quyết đoán hơn. Chúng ta đang sống trong hoàn cảnh chiến tranh. Borrell cũng thu hút sự chú ý của những người tụ tập về thực tế rằng Ukraine sẽ giành chiến thắng bằng những phương pháp độc đáo. Ông nói rằng, tôi đã ở Kiev vài ngày trước. Tôi đã đến thăm một nhà máy sản xuất máy bay không người lái. Và tôi tin tưởng rằng tương lai của cuộc chiến này sẽ được quyết định bởi máy bay không người lái và hiệu quả của việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trên chiến trường. Về vấn đề này, tờ báo Nga Tiskret hỏi chuyên gia quân sự Alexei Leonkov về cách đối phó với lời nói của Borrell như thế nào. Chuyên gia này giải thích, Borrell đưa ra thông điệp rằng châu Âu cần phải thắt chặt hơn, nếu không trong 3 tháng, sự giúp đỡ có thể thực sự trở nên vô ích. Bởi vì ở Hoa Kỳ, gói viện trợ tiếp theo đã bị chặn, quốc hội nghỉ phép cho đến cuối tháng, khi trở lại sẽ bận rộn với những việc khác, tức là Kiev sẽ khó nhận được sự giúp đỡ từ nước ngoài. Nhưng châu Âu sẽ phải hỗ trợ Ukraine vì nước này đã bị bỏ lại một mình. Còn người Anh tức giận và tuyên bố rằng Kiev vẫn có thể giành chiến thắng và chiếm lại Crimea. Lenkov nói rằng, 3 tháng mà Borrell nêu là tháng 3, tháng 4, tháng 5,
và trong khoảng thời gian này, họ được kêu gọi là từ bỏ mọi việc họ đang làm theo đúng nghĩa đen và khẩn trương giao tất cả vũ khí của mình cho Ukraine để nước này có thể cố gắng làm điều gì đó ở đó. Theo chuyên gia này, Ukraine đang ấp ủ một cuộc phản công khác, nhưng theo thể thức thu thập tất cả những gì mình có và mạnh dạn xông vào trận chiến, trận cuối cùng là khó khăn nhất. Bài báo kết luận, dù nhà ngoại giao châu Âu Borrell muốn nói gì, có một điều rõ ràng, 3 tháng tới sẽ quyết định cuộc chiến Ukraine sẽ phát triển hơn nữa như thế nào. Đó là lý do tại sao việc chúng ta đạt được thành công tối đa trong khoảng thời gian này là rất quan trọng. Đây cũng là điều mong muốn với việc sử dụng rộng rãi máy bay không người lái và trí tuệ nhân tạo. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay đến đây xin tạm dừng. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ kênh Tin 360 News. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo. Và bây giờ Quang Sang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin kỳ sau. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Thân ái, chào, tạm biệt.